này thì chắc cũng tỏi mấy hay là mấy tỏi? Bây giờ anh em có nghĩa là nhiều hội linh hiệp cả Thanh Hóa Hòa Vâng. Hè, nói chung là cứ tầm 6 7 củ củ là anh bán rồi, nhưng mà giờ anh chưa ý định bán, nhưng bán chắc phải tầm 9 đến 10. Tức là 900 gì hay là 9 đến 10 tỷ. 9 đến 10 tỷ Nhưng mà giả mấy củ anh còn chưa bán. đấy thì hỏi cho anh Giả em đến 6 đến 7 tỷ. đấy, 6 7 1 tỷ anh cây chưa củ bán anh còn đâu, bán chưa có ý củ. máu vật Hai con chú vườn anh vừa tay chậu xong. Đấy, Một cây xanh quê chắc là ở đây hiếm có. nó tương đối chật nên anh em chỉ nhìn thế thôi chứ đỡ bị ngất. Bây giờ là đến bonsai này, nghệ nhân làm bonsai giữa làng đào này. Ui ôi, số lượng ở đây thì không nhắc kiểm. Lại số lượng phát anh ơi. Không kiểm. Không kiểm được. 1.500 em. Nghìn các năm. Loại khe đào. 1.000 không, ý là đào thì không nói, mà bây giờ là tính là các cây. Cây không. Cây không là 1.500. Đào 400. Đào 4. Ui giời. Thế này thì cần gì phải đi làm gì nữa nhỉ? Bốc mất mấy cây thì đã chết rồi. Đây. Tác phẩm này đẹp quá, em thích cái này đấy. Có báo giá cái nào không anh cho nó sôi động? Cây nào? Đây, ví dụ cái này. Ví dụ như tác phẩm này á. Vâng. Tác phẩm này thì nó cũng rơi vào độ tầm 450 đến 500. 450 đến 500 triệu anh em nhá, không phải nhiều anh em mà. Anh em cứ chơi đi là biết giá trị thôi. Quay nhiều cây đẹp rồi đó. Đấy, ở đây như này rất nhiều cái giá trị nhưng mà cơ bản là nó đang đang rất là xanh tốt, mình rất rất là khó nhìn. Đây. Một cái cốt này mình cũng thích từ rất lâu lắm rồi. Cây này thì mấy tỏi đây anh? Đây này. Cây này hôm thấy thằng Thành nó chụp ảnh. Ừ, hôm anh cho chụp ấy lên nó làm cái phông mà. Em lại tưởng nó múc của anh rồi, em. Em tỷ 2, em đã tưởng nó múc của anh thì mẹ nó là siêu nhân mẹ rồi. Hôm nay anh lấy của Thành mấy cây. À thế à? Anh bảo cho Thành bắt luôn hẳn tay cây này cho anh em lên mạng cho giật gân tí. Nãy cắt ra thì ghê xem gớm. Nó lại nhớ, nó lại gọi cho anh. Cắt ra thì ghê gớm lắm này. Đặc sệt chứ không có đóng ghép một cái gì. Hai mặt đều đẹp đúng không? Có ra mà tỏi hai à? Thôi được, xem một mặt thôi được. Mặt kia nó như thế. Hai mặt đẹp như là mặt chính còn là mặt trong. Ừ. Đây đấy nó được cả hai. Tỏi hai. Tỏi hai. Mình bán một cây, mình có một cây này mình bán thì chắc mình cả năm mình nghỉ luôn. Đây, còn cây này. Đấy, anh vừa thay chậu mới chơi biết. Hợp chưa? Đẹp chưa? Hôm nay thì chắc cũng tỏi mấy hay là mấy tỏi? Bây giờ anh em có nghĩa là nhiều hội linh hiệp cả Thanh Hóa, Hòa Hè, nói chung là cứ tầm 6 7 củ củ là anh bán rồi, nhưng mà giờ anh chưa ý định bán, nhưng bán chắc phải tầm 9 đến 10. Tức là 900 gì hay là 9 đến 10 tỷ. 9 đến 10 tỷ. Giả mấy củ anh còn chưa bán. Đấy thì hỏi cho anh em. Giả đến 6 đến 7 tỷ. Đấy, 6 7 tỷ anh chưa bán đâu. Chưa. Máu vật đấy. Chú vườn anh vừa tay chậu xong. Đấy, nó cây xanh quê chắc là ở đây hiếm có. Nó tương đối chật nên anh em chỉ nhìn thế thôi chứ đỡ bị ngất. Ngất đấy, ngất đấy. Không phải ngất về giá đâu mà ngất về vẻ đẹp. Đấy, cốt kia rất đẹp. Anh dồn hết vào để anh đi đào. Ừ, trời, cái gì nó ra. Anh à, thế à. Hay quá. Hay quá. Những cái chỗ quất em chưa giờ nhìn được. Chưa. Nhưng mà lấy về bán ở đây hay là để đấy. Dãy từ đây chạy ra ngoài đường. Cây này thì bao nhiêu anh? Cây này nó dao động độ tầm 250, 270. Đẹp, rất lạ cây này. Đẹp. Xanh làm móng. Đẹp quá. Tích Giang đây. Ờ. Bố là móng. Cây nhiệm là xanh quê Tích Giang kìa, Tuyền. Tích Giang. Đó. Khủng đấy nhỉ. Phát từ Hữu Bằng đấy. Khủng đấy nhỉ. Đấy, đẹp quá, coi có tay hoành lạ quá. Đại gia Tuấn Anh mới đây ấy mới gọi là đại gia này. Thì có khi gọi gọi sếp Ngọc Anh lên đây mà tiêu tiền đi anh ạ. Tiêu tiền. Chả dám tiêu tiền gì cả, chán thật. Hôm cây gạo đẹp quá. Hôm tưởng
Hôm tức là thanh lý thì em bán, em mua, em quay lên, em đăng lên bán giúp, em bán được hết đấy. Tưởng bố thay máu, bố lên đây mua vài cây đẹp chẳng hạn, bố lại đi mua mấy cái phôi về bố nuôi. Nhưng mà thế thôi bố, bố... toàn cốt ghê gớm kinh nhỉ. Hôm lấy về béo lắm bố. Đây có cái, có cái không gian với anh chăm được sướng nhỉ. Cứ những cái cốt này mà dã. Bây giờ bé quá đen thua cứ chung. Đúng rồi. Cây kia nó mới nổi, bé quá để nó lọt. Bây giờ quê hot lắm, quê đẹp bây giờ đắt chưa? Đắt. Đắt lắm. Có mấy đâu, có mấy đâu mà đắt. Cây mít nữa. Vườn đây của anh nó chỉ độ tầm 300-400 cây phôi toàn mịn, nhồi nhét, giá trị như này thì em nhồi. Cái này mà cái sân này mà bây giờ mà kê ra nó phải được 4-5 cái sân như này nữa. Kê có hàng có lối thì 2.500 mà cứ phải độ tầm để riêng cho bọn này phải 1.000 này. Phải 1.000 mét. Nghìn thì đéo đủ. Quá kinh khủng. Này một dãy toàn đây. Hàng khủng này. Xì xem nào. Ấy xì đẹp này. À mua của nó đây chứ. Đẹp phết đấy chứ nhỉ. Thằng này nó cũng có... Thằng này nó cũng có duyên lắm, bán được phết đấy. Nó cũng ngoan với cả lọc mà. Nó đi bán nó cũng là đi sau nhưng mà lên rất nhanh ấy. Xe cộ bán tải tiếc ngon lành. Mẹ mình bao năm nay xe không có mà đi. Ủa hết đúng không em? Hết bọn nó đúng không? Mình lói để mà lói ai vào. Người ta không quan trọng là người ta có cái lộc với cái duyên người ta. Nhưng mình thì vô duyên thì chịu rồi. Mới vào mà lại không lộp, không có ai cả. Phải lộp. Đấy. Phải lộp chứ. Thiên đường. Đây có loại thật thiên đường rồi. Lên đây chọn thì hoa mắt lắm. Bây giờ mà lên đây mà nếu mà không mua chúa ấy, thì phải xác định là cứ phải làm là dăm 7 cây là ít. Chứ nó thì nó có đỡ đau đầu. Bây giờ mua một cây này mình lại cây kia mình lại thích. Thì cứ làm phát chục cây. Anh em cứ chuẩn bị mang tương tương lên. Phi Lào này. Phi Lào. Đấy, cực đẹp đấy. Ví dụ cây phi Lào này thì bao tiền đấy? Phi Lào này độ khoảng 45 triệu. 45 triệu. Đấy, đây có những cây rất êm ái. Yeah. Đường đi quá chịu. Yeah. Đây là anh đang quay mặt ngược đấy. Đúng rồi. Tại vì anh quay để anh chuyển đào về mấy hôm rồi. Ừ. Mặt trong ấy. Đúng rồi. Mình đi thì mình con này nó ưa nước nên là nó khỏe thật. Đấy, có thấy mùi thơm thơm của cái vừa mồm với anh em rồi đấy. Đây, ví dụ những cái cốt như này thì nó khoảng bao nhiêu anh? Đấy, thì độ 75 triệu. Đấy, nghe tùm nó khó nhìn. Đấy, nghe thấy là vua vào đã gần đến con cây này. Nghe thấy là xuống tiền được rồi đấy, anh em. Úi giời. Quá kinh. Rồi. Nói chung là anh em là thiện chí được phải lên tận nơi mà vén đi. Nhưng mà thiện chí vào xác định lên là phải múc ấy. Mai trắng đã nở rồi, đẹp quá nhỉ. Vâng, phi Lào tốt nhỉ, tốt thật, nhiều lắm anh em. Nó đi vào nó kiểu như được vào rừng ấy. Quất quá là nhiều. Đúng rồi. Anh em nhìn thế này là hiểu là toàn là cốt đặc rồi. Nhìn thì cứ lùm lùm rồi. Anh em làm tinh cây là biết hết. Đấy, đấy. Đây toàn xếp ở rễ đường, nhưng mà anh phải dồn hết vào để anh ăn vào. Cô trọng nhìn cho mình. Đấy. Quá là nhiều luôn. Năm nay lấy nhiều đồ to lắm. Khi lấy
Bây giờ chơi to thì ăn to. Có không gian này, có không gian này cứ to vã. Nhiều ông muốn thèm to không không chơi được. Ai chà, nhìn cứ như tiên lão ấy. Tiên lão dẫm chân mình, tiên lão của chùa. Tiên lão đi thưởng đào. Tiên lão đi chọn đào. Cốt dã man này. Ừ. Quá kinh luôn. Cháy. Để nó bị đục. Cháy chỗ này nó bị đục, nó lại bò vào ngay. Nó đùn bên trong ra. Đấy. Mịn tít. Ghê đấy nhỉ. Anh lôi lốt cái ngọn. Hai mặt đẹp như nhau. Hôm nay làm điền thì chết đau đầu. Úi giời. Quê đấy. Vâng. Con si này anh mua lên Thanh Hóa. To đấy nhỉ. Giờ nó ung tùm. Năm nay lấy độ chục hai chục cây toàn cái loại cầu cầu. Thử xem sao. Xem có đổi vận. Đây thì đấm một cây thì bằng 100 cú đấm không bằng cú đạp. Một lần đấy. Chứ cứ lắt nhắt. Cứ lắt nhắt. Cứ toàn đôi 300 chả buồn đếp nhỉ. Anh em hốt nó lên. Ôi, trà đẹp thế nhỉ. Trà này nó gọi trà gì anh? Trà bát diện đấy. Em mấy cái món đấy em không thạo lắm. Quất đây này, đã có quất đây này. Đây à? Tuần nữa anh về. Về loạt khác này là nó giống này. Đúng, toàn cây đẳng cấp với loại này anh cho khách đào. Anh biếu vào những cây đào to, những cây bán tiền trăm vài ba chục anh biếu tặng người ta. Hay quá. Chỉ còn này. Nhưng mà nhìn thế này đã sướng lắm rồi. Về những cây quất có nghĩa gọi là siêu phẩm, nó như cây cảnh của anh. Toàn trong các cái sập rồi các cái chum. Có cây nào bê được không? Bê được chứ. Bê được 4 5 người bê hết. Đây anh xếp một dàn từ ngoài cổng vào đây. Năm nào em vào đây. Nó dao động khoảng bao tiền một cây anh? Tùy, cây đắt 3-40 triệu. 3-40 triệu, vâng. Còn nếu mà cây quất bé nó độ 2-3 triệu cũng có. Đấy. Từ 2-3 triệu đến 40 triệu cũng có. Anh em mà lên đây là được việc đấy. Thích quất, thích đào, thích thích gì, cây gì, bonsai gì. Có này. Bây giờ nhìn này mà hoa mắt quá, bây giờ chả biết nữa. Bắt đầu từ đâu nữa. Thôi vì bây giờ anh em là chỉ có đi đến đâu vén đến đấy thôi. Mà vén hết những cái gốc này cũng tương đối là tốn thời gian đấy. Bây giờ thì anh em là bây giờ là nói tóm lại là bây giờ anh em nào mà đại gia là lên cứ mà con chúa kia mà sờ. Còn anh em nào mà tính thôi thì mẹ mua về chăn nuôi hưởng lại tí cốt thì đây vén vén những cái này. Đó. Chứ bị con kia hút hồn rồi là không ra được đâu. Cửa tiền này. Cửa tiền thì là nghe thấy thoang thoảng rồi. Mà cảm giác chạm được rồi thì là cứ đến đấy mà sơ đấy chứ bạn đi ra đây hoa mắt lúc này. Mục tiêu là mẹ phải thịt con kia đấy đã, mà cứ đến nhắm cái đã xong rồi xem con khác tiếp. Trong cái chân bệ nó bị mọc nhiều cái răng bên trước cắt. Bây giờ là anh bận, anh chỉ có đào. Đến cây gạo này cũng đẹp. Cây gạo ngày xưa có ông anh trên đại gia chơi đào. Anh giả cách đây 5 năm trước 106 cái năm đấy hoa đặc kịp. Không bán có hoa rồi thì anh cứ giữ vợ thì nó cứ bảo đầu năm thôi người ta để đâu người ta bảo không đầu năm không bán gạo. Bán gạo mẹ đầu năm đi bán gạo chứ không nhưng mà mình thừa gạo rồi mình bán thì sao đâu mình cả vườn nó đúng một cây gạo rồi bán gạo thì cả năm đấy em ăn cháo rồi. Đúng đầu năm luôn. Vâng. Không phải đầu năm mà cái lúc đấy rơi tầm 25-26 thế. Thế bao giờ bây giờ bao nhiêu thì bán đấy. Cái gạo ấy. Xanh đấy. Cây này, cây này. Ngoài là anh phải bê vào đấy đấy. Sợ nó bê mất à? Không. Sợ nó quẹt vào. Đào chứ. Em bảo cả cái rễ này đầy cái đất tiền nên không, ví dụ cây này nó đang rất là dễ nhìn được này. Đấy, cái này thì bao tiền anh? Cái đấy thì nó cũng dao động ở độ 300-350. 350 triệu, 300-350 triệu. Đây còn cây này. Cái này cũng thì nó cũng chỉ dao động ở độ 130-140. 130-140, đẹp quá. Ba thân. Bết bát rồi.
phê quá. Già Tết cơ, thuyền là anh giãn hết già rồi. Cái con mà ngày xưa anh nó tròn tròn mà đẹp đẹp ở đây, nó là con nào nhỉ? Hay nó là con này nhỉ? Cái ở con mà không, cái cây mà ngày trước em lên có một cái cây rất đẹp ở đây mà nó hoàn thiện rồi, tương đối rồi. Nó cũng cũng thụ thụ này này, vâng. Hay là bán rồi? Quê ừ, bán cho ông nào đây? Ừ, bán ông nào đây? Hay là ông Toàn à? Ừ. Ông Toàn ông mua. Ông Toàn tưởng nghỉ nó vẫn mua. Nhưng mà ông để đâu mà em không nhìn thấy nhỉ? Ông ấy để đâu mà em không nhìn thấy nhỉ? Không biết, nhiều lúc mà... Hôm em lên em không thấy để. Lâu lâu cho anh, bán lâu cho anh. Nhưng em tưởng ông nghỉ rồi. Anh tiếc lắm. Nhưng em tưởng ông nghỉ rồi. Em tưởng ông ấy nghỉ rồi. Kinh nhỉ. Trần vệ hai mặt đẹp, bốn mặt đẹp với nhau, hai mặt là cái gì? Quá kinh nhỉ. Này mà để riêng cho nó một chỗ thì nổi phân phịch. Đấy, anh ăn đào, anh phải giãn. Này, cái cốt này, cốt này này. Cái này thì bao tiền cho nó vừa. Đấy, cốt đấy mới đau đầu. Chảy xị. Ấm lại là nhiều tiền lắm. Đây, cái cốt xì đấy. Rồi. Phôi này đợt rồi giả tỷ 7 anh chưa vào việc. Giả tỷ 7 rồi đấy anh em ạ. Cốt đủ 3 củ. 3 tuổi. 3 tuổi. Phôi quý nhất vườn. 3 tuổi tiền Việt. Cây đấy ngày xưa là anh mua nhiều tiền. Cái ngọn lắc lên hay quá nhỉ. Thân. Anh em sờ vào cục tiền tỷ đấy. Cảm thấy nó ghê tay đấy. Toàn giá thực tế luôn. Vâng. Đấy, cây năm thân đấy thì chỉ có vài trăm, mịn tít đẹp luôn. Chỉ có chơi dao động chỉ tầm 700. Để em giới thiệu cho anh Ngọc Anh cây này. Anh đang đi tìm cái tác phẩm đẹp. Đây là chậu đá cho anh ấy, xong để về tìm làm cho vâng. Ngọc Anh. Vâng, mà nếu mà không có người thì em sang em phụ một tay bê lên. Anh em à, có gì đâu. Nhiều lắm anh ạ. Úi giời ơi. Nó gọi là quá là nhiều luôn. Đây, cái này cũng đẹp. Đấy. Quá kinh khủng. Đấy thì xanh quê, vâng. Xa thân nhưng nó là kiểu dáng nghệ thuật. Vâng. Đấy thì dáng nó cũng dịu, à giá nó cũng dịu thôi. Đấy, khoảng bao nhiêu anh? Đấy. Đang nghe tiền tỷ, tiền trăm, ông này chỉ lắm sịch thì... Đấy. Rất yêu hoài. Có khi lại sướng hơn cái món kia nếu mà ai cùng máu. Đẹp, đẹp. Nói chung là đẹp thì được chơi thôi. Đây, vâng. Cắt qua để anh chuyển đào. Vâng. Cây đẹp thì được chơi. Đấy. Dáng nó cũng rất hay. Tuyệt vời đấy. Quá nhiều. Chung là từ 5 triệu cho đến thôi. Lên tới. Anh em có lẽ là nên xem như thế thôi. Còn mà thấy nó dạo rực quá thì lên trực tiếp. Lại sao, nhưng mà hy vọng là sang năm mới, hy vọng là sang năm mới là phải có cái biển khác ấy nhá, nó to hơn nó rõ. Nhìn như này thì người ta mới thương, người ta mới mua cây em ạ. Đại gia này, đại gia lại toàn ẩn mình đây, tính không biết bao nhiêu triệu đô ở đây cho vừa đấy. Anh em số điện thoại đấy nhá, số đẹp đẹp đây này. Đây,